thân của tôi mà. Bà cứ làm theo ý mình đi, tôi sẽ đợi. Tôi đến rồi, cứu tôi với. Cái ánh mắt của anh ta làm cho tôi sợ lắm, phọt não ra ngoài luôn á. Có gì sai sót cứ báo cho tôi nha. Tôi thì không ngủ được chút nào hết á. Tôi cứ nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nhà văn tơi tơi gì đấy lại ra tác phẩm mới à? Cứ anh ta hoài đã nói dài văn tay là một bà già 45 tuổi đang sống ở chung cư quận nhất. Asitenko. Bravo. Sao anh đi bệnh viện vậy? Anh bị thương ở đâu mà phải chụp X-quang hả? Này Annabelle, cô sẽ hẹn hò với tôi chứ?